kỳ án về Ngô Anh, hành trình từ một thiếu nữ xinh đẹp ở vùng quê trở thành một nữ tỷ phú có tiếng tăm. Hãy cùng khám phá một câu chuyện đầy bí ẩn về một người phụ nữ xinh đẹp xuất thân từ vùng nông thôn nghèo khó nhưng đã nhanh chóng trở thành một tỷ phú có tiếng. Nhưng sự thành công và giàu có của Ngô Anh không phải là tất cả. Một vụ án bắt đầu hé lộ những bí mật đen tối, những âm mưu lừa đảo và sự tham lam đáng kinh ngạc. Hơn 400 người bị hại và hàng triệu đô la đã bị người phụ nữ này chiếm đoạt. Liệu Ngô Anh là một nữ tỷ phú thành đạt hay chỉ là một kẻ lừa đảo tài ba? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về vụ án ngay sau đây. Câu chuyện được trình bày bởi kênh Kỳ Án Thế Kỷ. Chúc mọi người xem video vui vẻ. Nếu thấy video này bổ ích thì hãy ủng hộ kênh bằng cách like và chia sẻ. Ngô Anh là một người phụ nữ có nhan sắc nổi tiếng ở địa phương, sinh vào năm 1981 tại một vùng nông thôn nghèo ở thành phố Đông Dương, tỉnh Chiết Giang. Người bố của Ngô Anh quanh năm đã đi làm ở công trình xây dựng để có thể kiếm tiền nuôi 4 người con, nhưng cuộc sống của họ vẫn luôn trong tình trạng chật vật. Khi còn chưa học xong cấp 2 thì Ngô Anh đã đòi bỏ học, mặc cho bố mẹ nói thế nào thì cô cũng không chịu đến trường. Bố mẹ sau đó định cho cô vào học trường nghề, nhưng Ngô Anh hiện chỉ muốn ra ngoài xã hội để kiếm tiền. Vì không còn cách nào khác nên gia đình đã gửi Ngô Anh đến tiệm làm tóc của một người họ hàng để cô vừa có thể làm thuê và vừa học nghề. Tại tiệm làm tóc thì Ngô Anh đã lôi kéo các khách quen và cung cấp dịch vụ ngay tận nhà. Sau khi đã thành thạo kỹ năng thì cô luôn muốn bản thân sẽ mở một cửa hàng riêng, nhưng hiện vẫn chưa có cơ hội. Trong thời gian này, Ngô Anh đã có một người bạn trai tên là Châu Hồng Ba và được anh ta giúp giới thiệu khách hàng, thậm chí là sẽ cấp vốn với số tiền là 150.000 nhân dân tệ để kinh doanh sau khi hai người tổ chức kết hôn. Ngô Anh sau đó đã dùng số tiền này để mở một tiệm thẩm mỹ viện. Nhờ tay nghề khéo và giá thành rẻ nên danh tiếng của tiệm đã dần được lan truyền. Nó đã giúp thu hút lượng khách quen không hề nhỏ. Sau đó, Ngô Anh đã thu mua một sản phẩm chăm sóc da từ nhau thai cừu, rồi dựa vào tài ăn nói khéo léo của bản thân để biến nó thành thương hiệu của thẩm mỹ viện và kiếm được rất nhiều tiền từ hành động này. Không lâu sau đó thì cô đã mở một chuỗi thẩm mỹ viện, câu lạc bộ, tiệm massage và gội đầu dưỡng sinh. Vào tháng 4 năm 2006, Ngô Anh đã thành lập công ty thương mại Bản Sắc với số vốn đăng ký là 50 triệu nhân dân tệ, gồm 10 công ty con chuyên đầu tư vào mọi lĩnh vực từ tổ chức tiệc cưới, giặt ủi, quảng cáo đến kinh doanh quán bar, mạng máy tính và vật liệu xây dựng. Sự nghiệp của Ngô Anh đã mở rộng một cách nhanh chóng dù người phụ nữ này chưa hề học xong cấp 2. Vào thời đỉnh cao thì Ngô Anh có khối tài sản là 3,8 tỷ nhân dân tệ. Khi chỉ mới ở tuổi 26, cô đã đứng ở vị trí là 68 trong danh sách 100 người giàu của Hurun năm 2006 và đứng thứ 6 trong danh sách tỷ phú nữ. Tài sản của Ngô Anh có hơn 100 bất động sản và 41 chiếc xe hơi. Vào cuối năm 2006, Ngô Anh đã bất ngờ bị bắt cóc bởi chính những người hợp tác làm ăn cùng với cô. Nhóm này đã đe dọa Ngô Anh là phải trả tiền, bắt ký tên vào những tờ giấy trắng, cướp đồ trang sức và tài sản của cô dưới danh nghĩa là trả nợ. Vì bị mất hàng trăm triệu nhân dân tệ tiền tài, nên Ngô Anh đã lập tức thông báo cho cảnh sát ngay sau khi bản thân được thả về nhà. Nhưng người phụ nữ này đã không ngờ rằng, khi còn chưa tìm ra được kẻ bắt cóc, thì Ngô Anh cùng với 6 đồng phạm đã bị cảnh sát bắt vào tháng 2 năm 2007. Vì họ nghi ngờ nhóm của Ngô Anh có hành vi huy động vốn phi pháp. Chỉ trong vài tháng, huyền thoại làm giàu của Ngô Anh đã bị vạch trần ra ánh sáng. Qua điều tra của cảnh sát, từ tháng 5 năm 2005 đến tháng 2 năm 2007, Ngô Anh đã thu gom tài sản của nhiều người bằng mánh lưới, đó là kêu gọi đầu tư với lãi suất và lợi tức cao, đồng thời sẽ vay tiền dưới hình thức đó là liên doanh giao dịch hợp đồng tương lai và liên tục hứa hẹn là cho dù lỗ thì cũng sẽ trả hết nợ. Do Ngô Anh có lối sống khoa trương và hầu hết dân ở Đông Dương đều biết cô ta là tỷ phú, nên từ đó đã dễ dàng lấy được lòng tin của người khác. Dù đã lập 10 công ty dưới danh nghĩa Bản Sắc,
Nhưng ngoài vài công ty hoạt động một cách cầm chừng, thì các công ty khác đều chưa có hoạt động kinh doanh, thực chất là vẫn đang còn mắc nợ hơn 20 triệu nhân dân tệ. Ngô Anh từ đầu không hề có ý định điều hành công ty mà sẽ biến chúng thành công cụ để tạo ảo tưởng cho công chúng về nguồn tài chính vững mạnh và là nền tảng cho cô ta tiếp tục huy động vốn phi pháp. Trên thực tế, công ty Bản Sắc thua lỗ liên tục, nhưng Ngô Anh luôn che giấu tình hình. Vay nơi khác hàng chục triệu nhân dân tệ để chia lợi tức cho nhà đầu tư. Trong vài năm qua, thì Ngô Anh không chỉ tiêu xài phung phí số tiền kiếm được từ huy động vốn phi pháp, mà còn dùng nó để mua nhà, mua xe cho bản thân và gia đình. Chỉ trong một tòa nhà văn phòng trên đường Tây Hán Ninh, ở thành phố Đông Dương, thì Ngô Anh đã nắm quyền sở hữu tới 48 căn hộ. Người bị Ngô Anh lừa không những mất hết tài sản vào tay của cô ta, mà còn giúp người phụ nữ tham lam này phát triển mạng lưới và lôi kéo người khác vào để cùng đầu tư. Vụ án Ngô Anh có hơn 400 người bị hại và chủ nợ. Số tiền chiếm đoạt được xác định là hơn 380 triệu nhân dân tệ, cùng nhiều khoản nợ khác. Tổng số tiền là gần 600 triệu nhân dân tệ, khoảng 83 triệu đô la. Một nạn nhân tiết lộ rằng, bản thân đã cho Ngô Anh vay 29 triệu nhân dân tệ với lãi suất hàng tháng là 2,2%. Sau khi bị cảnh sát bắt giữ để điều tra, thì Ngô Anh đã không chịu nhận tội. Cô ta luôn nhấn mạnh rằng bản thân không huy động vốn mà chỉ vay tiền của người thân và bạn bè vì mục đích kinh doanh. Sau 2 năm thẩm tra, thì vào năm 2009, tòa án đã kết án Ngô Anh với tội danh lừa đảo và huy động vốn phi pháp. Bản án đang dành cho cô ta chính là tử hình. Tòa đã tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân và thu hồi thu nhập bất hợp pháp của Ngô Anh để trả lại cho các nạn nhân. Tuy nhiên, phía Ngô Anh vẫn đang cố gắng kháng cáo. Bản án này đã dẫn đến tranh luận gay gắt trong xã hội vì nó được cho là quá nặng đối với một tội phạm kinh tế. Theo luật pháp Trung Quốc, khung hình phạt tối đa với tội lừa đảo huy động vốn phi pháp chỉ là hơn 10 năm tù đến tù chung thân với số tiền vi phạm cực kỳ lớn và tình tiết đặc biệt nghiêm trọng. Vào năm 2012, sau khi Tòa án Nhân dân tối cao thẩm tra bản án và yêu cầu xét xử lại, thì Tòa án tỉnh Chiết Giang vẫn phán quyết Ngô Anh án tử hình, nhưng sẽ được hoãn thi hành án là 2 năm. Vào năm 2014, khi kết thúc thời gian hoãn thi hành án, thì Ngô Anh đã được giảm xuống còn tù chung thân thông qua đề nghị giảm án từ phía của trại giam. Vào năm 2018, sau phiên tòa công khai của Tòa án tỉnh Chiết Giang, thì bản án lại được giảm xuống chỉ còn 25 năm tù. Trong vụ án Ngô Anh, thì dư luận đã đổ dồn mọi sự chú ý vào Ngô Anh. Tuy nhiên, thực chất người chồng là Châu Hồng Ba cũng góp phần không nhỏ vào vụ lừa đảo này. Sau khi Ngô Anh thành lập Bản Sắc, thì Hồng Ba đã giữ chức phó chủ tịch của công ty và các chức vụ quan trọng khác. Hồng Ba luôn đứng sau thành công của Ngô Anh và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của công ty thay cho vợ mình. Vào năm 2009, khi bản thân bị kết án tử hình treo, thì Ngô Anh cảm thấy cuộc sống của mình đã vô vọng, muốn gánh chịu mọi trách nhiệm nên đã đệ đơn ly hôn, nhưng Hồng Ba đã cự tuyệt. Dưới sự động viên của Hồng Ba cùng với gia đình, thì Ngô Anh đã kiên trì kháng cáo trong nhiều năm để được giảm án. Nhưng khi bản án được giảm xuống, còn chung thân, thì Ngô Anh được gia đình cho biết rằng Hồng Ba đã chung sống như vợ chồng và cũng đã sinh con với người phụ nữ khác từ năm 2011. Đối với Hồng Ba, thì bản án 25 năm tù vẫn là quá dài. Anh ta thú nhận với Ngô Anh trong một lần vào thăm tù rằng cuộc sống dù thế nào đi nữa cũng phải tiếp diễn, tôi cũng phải sống cuộc sống của mình. Sau đó, Hồng Ba đã nhiều lần đề nghị ly hôn, nhưng Ngô Anh lúc này đã không đồng ý. Đến năm 2021, Ngô Anh mới chủ động đệ đơn ly hôn với lý do là tình cảm rạn nứt và yêu cầu tòa án phải chia số nợ 600 triệu nhân dân tệ. Tuy nhiên, đơn kiện đã bị rút lại vì cô không đủ khả năng chi trả khoản phí pháp lý là 3 triệu nhân dân tệ. Không lâu sau đó, Ngô Anh lại đệ đơn ly hôn, đồng thời ủy quyền luật sư nộp đơn để được miễn án phí với lý do phá sản, nhưng đã không được tòa chấp nhận. Dẫu vậy, Hồng Ba phải nhận án treo vì đã vi phạm chế độ một vợ một chồng.
hơn 10 năm trôi qua kể từ phán quyết cuối cùng, thì tất cả bất động sản Ngô Anh mua ở Đông Dương đều đã bị xử lý, số tiền thanh lý là khoảng 200 triệu nhân dân tệ. Nhưng đến nay, các chủ nợ vẫn chưa nhận được xu nào. Vào năm 2023, Ngô Anh đã gửi đơn khiếu nại gồm 880 trang tài liệu từ trại giam lên Tòa án Nhân dân tối cao để khẳng định bản thân vô tội, nhưng vẫn chưa được chấp nhận. Kỳ án về Maria Munoz, người phụ nữ với 7 loại thuốc nằm ẩn trong người và cái chết đột ngột trên giường ngủ. Khi Maria Munoz là một người mẹ trẻ và khỏe mạnh đột ngột qua đời đầy bí ẩn, thì cơ quan chức năng đã phát hiện ra có 7 loại thuốc khác nhau đang nằm trong cơ thể của cô. Cuộc điều tra của cảnh sát sau đó không chỉ làm rõ câu hỏi rằng đây là vụ giết người hay một tai nạn khủng khiếp, mà còn làm sáng tỏ sự thật trong cuộc hôn nhân của cô. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu vụ án ngay sau đây. Câu chuyện được trình bày bởi kênh Kỳ án Thế Kỷ. Chúc mọi người xem video vui vẻ. Nếu thấy video này bổ ích thì hãy ủng hộ kênh bằng cách like và chia sẻ. Vào sáng sớm ngày 22 tháng 9 năm 2020, cảnh sát ở thành phố Laredo, bang Texas, Mỹ đã bước vào một ngôi nhà nơi mà hai vợ chồng Joel Pelot và Maria Munoz đang sống cùng với hai người con trai nhỏ. Trước đó, Joel đã gọi cho 911 để nói rằng người vợ 31 tuổi của mình có thể đã uống một số loại thuốc theo tòa và hiện không thể thở được. Tại đây, cảnh sát nhìn thấy ở đầu cầu thang gần với phòng ngủ chính thì Joel đang mặc bộ đồ phẫu thuật màu xanh và đang thực hiện hô hấp nhân tạo cho người vợ của mình. Họ nhận thấy cơ thể Maria hiện vẫn còn ấm. Joel nói rằng Maria đang bị trầm cảm và có thể đã dùng thuốc quá liều. Joel sau đó đã đi vào nhà vệ sinh và bắt đầu mở tủ thuốc. Khi quay lại thì anh ta đã đưa cho cảnh sát một hộp đựng thuốc, trong đó có thuốc clonazepam. Clonazepam là loại thuốc thường sử dụng để điều trị chứng lo âu. Nó được kê đơn cho Joel, chứ không phải là dành cho Maria. Hộp thuốc sau đó đã bị ném sang một bên để tập trung cấp cứu cho Maria. Joel tiếp tục cho biết rằng, vào thời gian gần đây thì Maria luôn gặp khó khăn và thường xuyên tỏ ra chán nản. Hai người con trai 5 tuổi và 2 tuổi của cặp đôi vẫn còn đang ở trong phòng ngủ riêng gần đó. Dường như cả hai không biết chuyện gì đang xảy ra với mẹ. Một lúc sau, các nhân viên y tế đến, họ đã nhanh chóng cùng nhau nỗ lực để cứu sống người mẹ trẻ này. Lúc này, cảnh sát nhận ra hộp đựng thuốc trước đó đã bị biến mất. Khi biết Joel đã lấy nó đi, thì cảnh sát cảm thấy nghi ngờ người đàn ông này đang cố che giấu điều gì đó. Vào lúc 3 giờ 58 phút, chưa đầy 3 giờ sau khi Joel gọi cho 911, thì Maria đã được tuyên bố là tử vong ngay tại nhà. Khi cảnh sát hỏi chuyện gì đã xảy ra, thì Joel nói hai người vừa quan hệ tình dục xong, sau đó anh ta đã đi tắm. Lúc quay trở lại, thì Joel thấy vợ gần như đã nằm gục xuống. Anh ta vừa nói, vừa che mặt bằng tay và bắt đầu khóc. Dáng vẻ này cũng khiến cho các nhà điều tra cảm thấy không bình thường. Ngoài ra, theo kinh nghiệm của họ, khi ai đó sử dụng chất gây nghiện quá liều, thì chúng thường sẽ ở gần người đó. Nhưng trong trường hợp này, những viên thuốc clonazepam đã được kê cho Joel lại được đặt ở một phòng khác. Khi đang trò chuyện, thì một sĩ quan sát thấy Joel đổ mồ hôi đầm đìa và đã thấm qua bộ quần áo, trong khi anh mặc vest, đeo súng và mang trên người gần 9kg thiết bị mà cũng không đổ mồ hôi nhiều như vậy. Joel giống như đã sử dụng ma túy và có thể đang bị ảnh hưởng bởi chất kích thích này. Lúc này, cảnh sát vẫn không biết rằng liệu Maria đã chết do tự tử vì vô tình dùng thuốc quá liều hay Joel đã có liên quan bằng cách nào đó. Họ cần khám xét thêm ngôi nhà để tìm ra manh mối mới. Nhưng để làm được điều đó thì họ phải được sự cho phép của Joel. Khi biết được ý định này của cảnh sát thì Joel cho biết rằng tôi không muốn các anh lục lọi đồ đạc vì tôi là người rất kín đáo. Tuy nhiên, sau khi cảnh sát nói rằng họ sẽ xin lệnh khám xét thì Joel cuối cùng đã chịu đồng ý. Anh ta ngay sau đó đã bị đưa về đồn cảnh sát để điều tra thêm. Khi ở một mình trong phòng thẩm vấn thì Joel đã la hét, đập tường, xô đẩy đồ đạc và gây ra những tiếng ồn lớn. Khoảng 4 giờ thì cuộc thẩm vấn chính thức bắt đầu. Tuy nhiên, cảnh sát đã không tìm thấy điều hợp lý nào.
trong cái chết đột ngột của một phụ nữ 31 tuổi khỏe mạnh như Maria. Và lời giải thích của chồng cô cũng vậy. Lời khai ban đầu của Joel là anh ta đang đi tắm, nghĩ Maria đã ngủ rồi và 10 phút sau thì nhận ra cô không có phản ứng gì. Vậy nhưng, phòng tắm trong phòng ngủ chính mà anh ta nói đã sử dụng không hề có hơi nước ngưng tụ, cũng chẳng có mùi xà phòng hay dầu gội đầu và vòi sen cũng hoàn toàn khô ráo. Các nhà điều tra cũng đã tìm thấy một vỏ bọc ống tiêm trên sàn và một kim luồn tĩnh mạch ở trên cầu thang. Ống tiêm và thiết bị truyền dịch trong túi y tế cũng đã được phát hiện trong nhà. Joel sau đó đã nói rằng ống tiêm này dùng để tiêm steroid. Khi Joel ở đồn cảnh sát, thì bạn thân của Maria, tên là Angela Montoya và người chồng tên là Luis Ayala đã vội vã đến nhà để chăm sóc hai người con trai của bạn. Luis, người cũng là đồng nghiệp của Joel, cho biết rằng anh bắt đầu nhận thấy bạn mình thay đổi vào 2 năm trước khi Maria qua đời. Vậy chuyện gì đã thực sự xảy ra vào 2 năm này? Khi tình cờ gặp được Maria thì Joel đang là sinh viên của ngành y tá và lớn hơn Maria 11 tuổi. Vài năm sau khi kết hôn thì cặp đôi này đã chuyển đến Texas và Joel kiếm được công việc khá tốt, đó là y tá gây mê. Anh ta lúc đó là người đàn ông của gia đình, chăm chỉ và thông minh. Những câu chuyện của anh ta đều liên quan đến vợ con và cuộc sống của gia đình. Nhưng rồi, vào 2 năm trước, Joel đã thay đổi về vóc dáng và tính cách. Anh ta đã tìm cách giảm nhiều cân và tăng cơ, tỏ ra thân thiện và hay tán tỉnh các cô gái trẻ. Từ người đàn ông của gia đình chỉ thích khoe vợ con với bạn bè và đồng nghiệp, thì Joel đã xóa ảnh của Maria trên mạng xã hội và chỉ đăng ảnh của một mình anh ta. Vì kiếm được nhiều tiền nên Joel càng thích thể hiện sự giàu có. Anh ta đã mua xe thể thao mới và bắt đầu khoe khoang về mọi thứ. Những thay đổi ấy càng trở nên đáng báo động hơn vào năm 2018, cùng thời điểm mà Maria hạ sinh người con trai thứ hai. Joel đã bắt đầu theo đuổi một người phụ nữ có tên là Janet Arredondo. Đây là một y tá phẫu thuật cùng nơi làm việc với anh ta. Joel sau đó đã đưa Janet đi nghỉ mát ở châu Âu, Tây Ban Nha, Pháp và Hy Lạp. Maria cũng đã phát hiện ra chồng của mình đang ngoại tình khi vô tình tìm thấy vé máy bay. Nỗi thất vọng dần chuyển thành trầm cảm và cô đã được bác sĩ của mình kê đơn thuốc. Những điều này đã được Maria viết lại trong những cuốn nhật ký và được cảnh sát phát hiện ngay tại nhà. Trong đó, cô đã bày tỏ nỗi buồn, trái tim bị tổn thương và tâm trí bị tra tấn. Đôi lúc, Maria còn tỏ ra đầy hy vọng. Cô luôn tin rằng bản thân có thể hàn gắn được cuộc hôn nhân 10 năm của mình. Vào năm 2020, chỉ vài tháng sau khi đưa tình nhân đi nghỉ ở châu Âu, thì Joel đã tặng cho Maria một kỳ nghỉ xa hoa ở Las Vegas. Tưởng rằng đó là cơ hội cho việc hàn gắn hôn nhân, nhưng Maria đã nhầm. Joel không thể rời bỏ nhân tình của mình. Anh ta sau đó đã chuyển đến sống cùng với Janet vào 5 tháng trước khi Maria qua đời. Khi làm việc với cảnh sát, thì Janet thừa nhận Joel là bạn trai của mình, nhưng khẳng định không biết bất kỳ điều gì liên quan tới cái chết của Maria. Trong khi đó, Joel đã nói với điều tra viên rằng có thể Maria đã sử dụng thuốc clonazepam quá liều, nhưng khi tiến hành khám nghiệm tử thi, thì chuyên gia giám định y tế đã không tìm thấy dư lượng thuốc nào ở trong dạ dày của nạn nhân. Thay vào đó, họ lại phát hiện một vết kim đâm nhỏ trên cánh tay phải của Maria, trong khi không có dấu hiệu cho thấy rằng cô đang sử dụng ma túy hay thứ gì đó tương tự. Joel cũng phủ nhận là đã tiêm cho vợ vào buổi tối mà cô qua đời. Báo cáo khám nghiệm tử thi cho biết rằng Maria đã chết vì ngộ độc ma túy hỗn hợp. Dù giám định viên không thể giải thích làm thế nào mà ma túy lại xâm nhập được vào cơ thể của Maria, nhưng họ đã loại trừ nghi ngờ tự tử sau khi cảnh sát nói chuyện với bạn bè Maria và đọc nhật ký của cô. Vào ngày trước khi chết, thì Maria thể hiện sự quyết tâm khi viết rằng: "Tôi muốn gì à? Đó là tiến về phía trước." Vậy cái chết của Maria là do vô tình dùng thuốc quá liều hay là vụ giết người có tính toán? Một người bác sĩ gây mê tên là John Hunsinger và cũng là sếp cũ của Joel, khi nghe kết quả khám nghiệm tử thi thì ông đã lập tức nghi ngờ. John đã đề nghị cảnh sát kiểm tra chi tiết chất độc để xác định loại thuốc nào đã giết chết Maria và cách chúng có trong cơ thể của cô. Các nhà chức trách sẽ phải mất gần 4 tháng
mới có được câu trả lời mà họ cần. Trong đám tang của Maria, Joel có vẻ rất buồn và khóc khá nhiều, dù đã từng làm vợ đau khổ. Việc Joel thể hiện nỗi buồn cũng không thể ngăn cản được cuộc điều tra về cái chết của vợ anh ta. Khi xem xét kỹ đoạn video từ chiếc body camera được gắn trên người cảnh sát, lúc họ tới vào thời điểm Maria qua đời, thì điều tra viên đã phát hiện ra hộp thuốc biến mất tại hiện trường. Thực chất, nó đã bị Joel lấy đi. Theo đó, khi không có ai để ý, thì Joel đã rất nhanh chóng nhét hộp thuốc vào trong áo của mình. Nếu đây đúng là loại thuốc mà Maria đã lấy uống theo lời khai của Joel, thì tại sao anh ta lại muốn giấu nó đi? Vết kim châm nhỏ trên cánh tay phải của Maria cũng khiến cho cảnh sát nghĩ tới chiếc kim luồng tĩnh mạch đã được phát hiện tại hiện trường. Ngày càng có nhiều nghi vấn, nhưng cơ quan điều tra biết rằng họ sẽ không dễ dàng để chứng minh, vì ngay cả chuyên gia giám định y tế cũng không chắc chắn chính xác Maria đã chết như thế nào. Trong khi đang chờ đợi kết quả kiểm tra chi tiết chất độc có trong thi thể của Maria Munoz, thì cảnh sát đã thẩm vấn bạn bè của nạn nhân và phát hiện ra rằng vào thứ Bảy trước khi chết thì Maria đã nhìn thấy xe của chồng đang ở nhà nhân tình của anh ta. Một cuộc đối đầu sau đó đã xảy ra tại đây. Cô nhân tình Janet Arredondo đã vội gọi cho cảnh sát. Và khi họ tới, thì Maria đã rời đi cùng với Joel. Lúc gọi điện cho Maria, thì body camera gắn trên người cảnh sát đã ghi lại tiếng mà Joel đã mắng mỏ vợ. Lúc đó, anh ta trở nên rất bực bội, đến mức đấm vỡ cả kính chắn gió. Vào Chủ nhật, tức là 2 ngày trước vụ việc, thì Maria đã nhắn tin cho chồng để nói về việc thuê luật sư ly hôn. Joel lúc này đưa ra lời đề nghị rằng hai người sẽ tự giải quyết vì mất quá nhiều tiền. Sau đó, Joel bất ngờ thay đổi và gửi cho Maria một email viết rằng: "Anh rất buồn và đang bị tổn thương trong lòng. Anh muốn ngồi xuống trò chuyện với em để nói chuyện một cách thẳng thắn, chân tình và không tranh cãi." Họ sau đó đã đồng ý gặp mặt nhau vào tối thứ Hai. Trước khi Joel đến, thì Maria đã nhắn tin cho bạn thân để cho biết tối nay sẽ nói chuyện với chồng. Đây là lời nhắn cuối cùng của cô gửi tới bạn. Maria sau đó đã qua đời vào sáng sớm thứ Ba. Gần 4 tháng sau cái chết của Maria, thì cảnh sát cuối cùng cũng nhận được kết quả xét nghiệm chất độc mà họ luôn chờ đợi. Theo đó, nó hoàn toàn không có dấu hiệu của clonazepam. Đây là loại thuốc mà Joel khẳng định Maria đã sử dụng vào buổi tối mà cô tử vong. Thay vào đó, báo cáo về chất độc đã tiết lộ 7 loại thuốc khác nhau đang trong cơ thể của Maria, bao gồm morphine, Demerol, Versed, Propofol, Ketamine, Lidocaine, Narcan. Hầu hết các loại thuốc này thường được sử dụng trong quá trình phẫu thuật và một loại trong số chúng chỉ có thể tiêm qua đường tĩnh mạch. Tới lúc này, cơ quan điều tra gần như chắc chắn rằng chính Joel đã sát hại vợ của mình. Họ nhanh chóng quay trở lại nhà của anh ta. Khi bị bắt, thì Joel đã không hề có phản ứng gì. Khi bác sĩ gây mê là John Hunsinger nhìn thấy danh sách 7 của loại thuốc đã được tìm thấy trong cơ thể của Maria, thì ông đã rất sốc trước một loại khá đặc biệt, đó là propofol, là chất có thể gây ngừng thở nếu dùng quá nhiều. Propofol không phải là loại có thể tìm thấy ở hiệu thuốc mà phải được lấy từ bệnh viện. Khác với 6 loại còn lại có thể được tiêu thụ qua đường uống, thì propofol chỉ được tiêm vào tĩnh mạch. Bác sĩ John Hunsinger tin rằng cái chết của Maria là do chất propofol. Với việc Joel bị bắt, nhà chức trách tin rằng Janet biết nhiều hơn những gì mà cô đã từng chia sẻ trong cuộc phỏng vấn đầu tiên. Janet sau đó cũng đã đồng ý thẩm vấn lần thứ hai cùng với các luật sư của mình. Cô đã khai rằng Joel thường hay mang chất cấm đến nhà, bao gồm ketamine, morphine, lidocaine, fentanyl và cả propofol. Cảnh sát sau đó đã nhận được lệnh khám xét nhà của Janet. Cùng với đó, công tố viên cũng đề nghị với cô về thỏa thuận miễn truy tố để đổi lấy thêm thông tin. Phía công tố tin rằng Joel đã lên kế hoạch sát hại vợ một cách tỉ mỉ và cụ thể. Ngoài ra, Maria đã phải chịu đựng sự lạm dụng tinh thần trong nhiều tháng trước khi cô qua đời. Bằng chứng về điều này đã được tìm thấy ở cuốn nhật ký của chính Maria, trong đó có đoạn viết rằng: "Cuộc sống thật không công bằng. Chồng tôi, người đàn ông mà tôi vô cùng yêu thương, lại khiến tôi đau đớn đến thế này." Maria cũng đã để lại bằng chứng trên điện thoại di động. Đó là đoạn video mà cô đã bí mật ghi lại vào khoảng 4 tháng trước khi cô chết. Lúc đó, hai vợ chồng đã có cuộc tranh cãi nảy lửa ngay trên xe.
Tuy nhiên, ngoài đoạn video và những dòng nhật ký của Maria, thì phía công tố cần nhiều hơn thế để chứng minh Joel đã cho vợ uống tất cả loại thuốc đó. Trong cuộc thẩm vấn thứ hai, Janet Arredondo là nhân tình của Joel đã nói rằng Joel đã kể cho cô nghe về cái đêm mà Maria bị sát hại. Anh ta cho biết rằng bản thân đến gặp Maria để nói chuyện chân tình và sau đó tiêm thuốc cho cô. Hành động này không phải để giết người mà là để giúp cô bình tĩnh lại. Nhưng các điều tra viên tin rằng thuốc an thần là một phần trong kế hoạch sát hại Maria của Joel. Theo đó, trước khi đâm kim tiêm vào cánh tay của Maria, thì Joel có thể đã bỏ một số loại thuốc an thần, bao gồm ketamine, Versed, morphine và Demerol, để cho vào cà phê, vốn là đồ uống yêu thích và nó đã khiến cho cô bất tỉnh. Lúc này, Joel đã tiêm cho vợ một liều propofol chết người. Joel được cho là đã cố tình chờ đợi rồi mới gọi cho 911 để đảm bảo không ai có thể cứu được Maria. Cô nhân tình Janet cũng cho biết rằng Joel thừa nhận đã vứt bỏ một số thiết bị y tế dùng để tiêm cho Maria trước khi những người ứng cứu đầu tiên đến hiện trường. Cùng với tội giết người, Joel đã bị buộc tội giả mạo bằng chứng. 2,5 năm sau cái chết của Maria Munoz, vào tháng 3 năm 2023, Joel đã chính thức ra tòa vì tội giết vợ. Công tố viên cho biết rằng nhân chứng quan trọng nhất tại phiên tòa chính là Maria và cuốn nhật ký cho thấy nỗi đau đã bị phản bội đang dần nguôi ngoai. Joel hiện có động cơ, có ý định và có đủ phương tiện để sát hại Maria. 15 nhân chứng sau đó đã được triệu tập ở tòa. Trong số đó, nhân chứng chính của phía công tố tên là Janet Arredondo đã khai ra những gì mà cô từng chia sẻ với cảnh sát vào trước đó. Luật sư của Joel cũng thừa nhận thân chủ đã tiêm thuốc cho vợ, nhưng khẳng định không có ý định giết người mà chỉ là đang cố cứu Maria. Joel đã cho vợ uống thuốc để giúp cô bình tĩnh lại, và sau khi thấy vợ đã bất tỉnh thì Joel vội cho cô sử dụng Narcan. Đây là một loại thuốc dùng để đảo ngược tình trạng quá liều, opioid. Luật sư bào chữa lập luận rằng vụ việc là tai nạn khủng khiếp. Nó đã xảy ra do sự kết hợp của bất cứ thứ gì mà Maria đã uống cùng với loại thuốc mà Joel đã tiêm cho cô. Tuy nhiên, công tố viên khẳng định rằng Maria dù rất buồn về cuộc hôn nhân của mình nhưng không có bằng chứng nào cho thấy cô lạm dụng ma túy hay là rượu. Họ tin rằng động cơ của Joel chính là vì tiền. Anh ta đã sát hại Maria vì không muốn trả tiền ly hôn và chia tài sản. Sau 8 ngày lấy lời khai, bồi thẩm đoàn chỉ mất chưa đầy một giờ để quyết định số phận của Joel Pellott. Theo đó, người đàn ông này đã phạm tội giết vợ và giả mạo bằng chứng. Anh ta đã bị tuyên án chung thân và sẽ đủ điều kiện để được tạm tha vào năm 2053 ở tuổi 75. Cảm ơn bạn đã ủng hộ kênh Kỳ Án Thế Kỷ. Nếu thấy video hay thì hãy ủng hộ mình bằng cách like và chia sẻ kênh giúp mình nha.